Hello mọi người, lại là mình đây. Và mình đang ở thư viện. Đấy, cho mọi người xem này, có outfit của mình, nó gọi là chất, không để đâu hết chất nữa. Tại vì cái phòng này nó set up nhiệt độ mặc định mọi người có 23 độ thôi. Lần trước xuống đi học chụp được tấm ảnh, làm xong bài lên ốm luôn. Hôm nay biết rồi, phải mặc áo giữ nhiệt mọi người ạ. Nó không hẳn lạnh lắm nhưng mà nó cũng lạnh, nhiệt độ có 22 độ. Thì hôm nay mình xuống đây mình làm bài tập, tiện thể quay nói luôn với cả mọi người luôn. Thì có mấy người hỏi mình chia sẻ cái cách học tiếng Anh ấy. Thì mình phải nói thật với mọi người là mình học kém tiếng Anh lắm, mình không có cái cách nào học. Hiện tại bây giờ mình vẫn đang đi tìm cách. Và cái cách duy nhất mà mình làm ấy là không bao giờ bỏ bài tập. Làm hết bài tập. Chưa bao giờ Quân bỏ bài tập. Và cũng chưa bao giờ Quân không làm hết bài tập. Mặc dù đúng hay sai nhưng thế nào Quân cũng sẽ làm hết. Nếu mà kiểu cảm thấy khó quá hoặc là như nào thì có thể nhờ bạn bè làm cùng. Chưa bao giờ Quân bỏ hết. Và cái đây là bản thân mình thôi nhé. Thì đấy mọi người, mình mới đăng cái clip mà có nhiều bạn nước ngoài, thì phải thú thật với mọi người là đúng là lên đến level 6 này thì Quân mới bắt đầu hơi dạn nói ra một tí chứ. Ở hồi Quân ở level 5 á, Quân không có bạn luôn, không hề có bạn nước ngoài luôn. Lên trên level 6 này thì phải nói nhiều, kiểu mình tự học là chính. Sau đó lên lớp mình thảo luận nhóm với nhau thôi, chứ cũng cũng không không như ở mấy cái cấp thấp kia thì thầy giáo phải chỉ cho mình thêm các kiểu. Trên này mình phải kiểu mình phải học, mình phải nói chuyện với nhau nhiều ấy. Thì đấy cũng là một cách học tiếng Anh theo Quân được biết như vậy. Mà Quân muốn cải thiện cái khả năng nói của mình, tại vì cái khả năng nói của Quân là một trong những cái khả năng mà kém nhất. Thì đấy Quân có, thực ra Quân cũng không có cái bí quyết học tiếng Anh gì, tại vì đến bây giờ Quân vẫn kém tiếng Anh, mọi người hiểu không? Mấy người cứ bảo Quân là xem phim hay là nghe nhạc ấy, mà thực ra là Quân nghe nhạc thì cũng chỉ nghe giai điệu thôi mọi người ạ. Chả bao giờ Quân để ý đến cái từ ngữ gì ở trong đấy hết. Nghe nhạc tiếng Anh thì nghe rap thì không nghe được, nghe rap tiếng Việt còn không nghe được nữa. Thì mà Quân chỉ thích nghe rap thôi, không thích nghe mấy cái bài ấy, không thích nghe mấy cái bài nhạc kiểu đồng quê các thứ ấy. Cho nên là cái cách mà nghe nhạc tiếng Anh là đối với Quân là không khả thi. Còn xem phim ấy thì là cứ bảo là xem phim mà có gắn phụ đề tiếng Anh nhưng mà toàn tìm phim gắn phụ đề tiếng Việt thôi mọi người ạ. Rồi cứ đọc phụ đề thôi chứ có để ý chữ gì đâu. Quân đấy cũng là một cách tốt để học tiếng Anh nhưng mà nó tùy thuộc vào mỗi người, bản thân mình thôi mọi người ạ. Chắc là Quân sẽ mất lâu thời gian hơn anh Hùng, tại vì Quân, mọi người biết ông Quân khá là nhát, nhút nhát. Quay ở trên này nói chuyện hài với mọi người thôi nhưng mà cái bản thân của Quân nó nhút nhát đấy mọi người. Quân bây giờ Quân hiện tại bây giờ Quân chưa tự làm được cái gì cả. Giấy tờ rồi các thứ đều là anh Hùng và chị Hà làm hộ hết. Quân thực ra là rất là muốn tự lập nhưng mà hiện tại bây giờ thì có lẽ chưa làm được mấy cái đó, đang trong quá trình cố gắng. Thì hôm nay muốn muốn nói với mọi người là đừng 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 khen hay là đừng kiểu đừng nói tốt, thì mọi người phải động viên mình, mọi người động viên mình để mình cố gắng hơn. Mọi người thực ra cũng rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Quân trong Quân làm đến bây giờ chắc tầm khoảng được 4 tháng rồi.
đã đồng hành cùng Quân trong 4 tháng qua. Sắp tới thì Quân sẽ cố gắng quay nhiều clip với bạn nước ngoài, rồi sẽ cố gắng quay những cái thời gian đi chơi bời cùng bạn bè, rồi gặp người này người kia, đi chơi đây đi chơi đó cho mọi người biết. Chứ Quân đi học xong Quân đi về, Quân không 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 có đi đâu hết. Ngày xưa có cái chị ấy học ở lên một năm chung, thì bây giờ lên lại không được học cùng nhau. Chị thích đi chơi, đi ngắm cảnh thì Quân hay đi cùng, rồi xem rồi chụp ảnh. Nhưng mà lên lên trên này toàn kiểu người ta lớn hết rồi ấy. Học lớp buổi sáng toàn người lớn, kiểu như 1 giờ người ta học xong người ta còn phải về người ta đi làm ấy mọi người. Cho nên là Quân ít bạn lắm, nhưng mà Quân vẫn bắt buộc phải bắt bạn. Tưng. Biết nói gì nữa bây giờ mọi người. À, mọi người có thể đọc sách nhá. Cái thư viện này nhỏ thôi nhưng mà nhiều sách lắm. Chỗ này là kiểu như tiểu thuyết. Khu này là khu tiểu thuyết. Để dành cho mấy ông nghiền nghiền truyện nghiền ấy thì đọc. Đây. Cuốn sách này nó chỉ nặng có 10 cân thôi. Còn ở đằng này là có mấy cái truyện tranh thiếu nhi. Quân thỉnh thoảng Quân hay xuống đây Quân đọc mấy cái truyện này, tại vì nó có tranh để gợi ý nghĩa cho mình ít từ mà mọi người. Đằng sau này là như kiểu là những cái quyển sách giống giống kiểu sách giáo khoa ấy mọi người. Chủ yếu là mọi người ngồi ở đây để làm việc là chính, chứ cũng không 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 đọc sách ở đây mấy, tại vì đây nó cũng không hẳn là nhiều mà cũng không hẳn là ít. Mọi người thường mang sách của mình đến đây đọc mọi người ạ. À, tí nữa Quân sẽ ghép một đoạn đoạn gì nhỉ? Đoạn video mà hôm bữa Quân với cả bạn Quân đi ra cái chỗ đấy mà để Quân tìm lại. Nếu mà Quân có thì Quân sẽ ghép vào cuối cái video này để cho mọi người xem cái đoạn video ấy nói toàn bằng tiếng Anh. Nếu mà Quân tìm thấy, Quân sẽ ghép vào để cho mọi người xem cái hồ hồ Ontario nó như thế nào. Thực sự là rất là đẹp mọi người ạ. Thì mọi người đợi đợi Quân nhé. Nếu Quân tìm thấy Quân sẽ ghép vào đoạn cuối này cho mọi người xem. Rất là cảm ơn mọi người. Hôm nay Quân muốn trả lời một số câu hỏi với các bạn thắc mắc là học tiếng Anh như nào, thì thực sự là Quân không có cách. Trêu mọi người thôi. Cảm ơn mọi người đã xem clip nhé. Yeah. So that's the lake. It's called Lake Shore. That's the biggest lake that we have in Toronto, Ontario, exactly. And if you see the other side, you can see the land. That's a small land. People in summer usually do hiking here. I don't know what is it called, hiking. Yeah, it's and no they do. This is island. They do hiking in the summer. Yeah, they do. That's the island. So they go to the other side. So they sit. There is a land. There is a beach. There is a beautiful, beautiful, beautiful beaches too. And that's obviously I don't know what is it called. Erificon. It's called boat. Erificon. What does it mean? It's mean boat. Boat. Oh. Erificon. Yeah, in your language? Yeah, Erificon. No, it's not Erificon. It's boat. It's mean boat. It's mean boat. In which language? In Arabic. So, I just skipped. As you can see, the Erificon that's our skyscrapers. We actually have one similar. I don't want to say it today, but I don't know where is it. So it's gone. It's gone.